Xin chào tất cả các bạn, mình là Đồng Văn Long. Mình năm nay 22 tuổi. Mình đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc em bị mụn á thì em thấy các bạn đồng lứa cũng bị nên em cũng không để ý đến nhiều á. Nhưng sau một thời gian bắt đầu cảm thấy tự ti, bạn bè hỏi bảo sao bị mụn thế mà không đi trị đi. Thế là em bắt đầu tìm hiểu các phương pháp điều trị chính mạng. Như là em có sử dụng rượu thuốc cách đây 2 năm. Và ban đầu thì thấy hiệu quả, nhưng sau đó thì bắt đầu mụn nổi lên nhiều. Em có đi các spa và một số nơi điều trị, nhưng hiệu quả ban đầu và lúc sau mụn lại trở lại. Đến bây giờ là em bị mụn khoảng 6 năm rồi. Đi đâu gặp bạn bè em rất là tự ti về mụn của mình. Bạn bè thường hỏi bảo sao mày không đi trị đi, đẹp trai thế này mà không trị mụn đi. Rồi em cảm thấy rất buồn và muốn điều trị tận gốc mụn của mình. Nói về bỏ cuộc thì em bỏ cuộc rất nhiều lần rồi. Mỗi lần điều trị xong mụn lại tái phát thì thật sự cảm thấy rất là chán nản. Nhiều khi cảm thấy có khi mình thôi bỏ đi không điều trị, chịu như vậy cũng được. Theo tìm hiểu của em lâu nay thì chắc là do em tình trạng của em là da dầu ấy. Với cả em bị nóng trong người ấy, thì trang mụn cứ lặp đi lặp lại. Và chắc là do cách điều trị sai nữa. Ban đầu thì em có thích xem mấy cái video nặn mụn ấy. Thì em có xem và biết đến Hiền Vân từ những video nặn mụn. Rồi sau khi tìm hiểu, thấy Hiền Vân điều trị cho rất nhiều trường hợp bị mụn nặng hơn em nhưng đã khỏi. Nên em có tìm hiểu về Hiền Vân và biết đến chương trình này. Em có tìm hiểu gần một tháng rồi ấy. Cứ thi thoảng em lại vào xem các video trên TikTok, YouTube. Và gần đây em đang xem trên cả Facebook nữa, em thấy những khách hàng đến đây đều khỏi. Nhưng em quyết định tin tưởng vào Hiền Vân Spa. Em mong đợi em sẽ có một suất để trị mụn, để trở nên tự tin hơn. Hy vọng rằng các bạn hãy like và thả tim cho mình để mình có thêm cơ hội điều trị gói tài trợ tại Hiền Vân Spa, để mình lấy lại tự tin. Mình xin cảm ơn.